Vâng, xin kính chào tất cả anh em, những người đã xem đến kênh Trà Tiên Lầu. Thì hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em một cái cây trà cổ thụ có những cái tuổi thọ lên tới 500 năm ở tại Suối Giàng, Yên Bái. Một trong những cây cổ thụ đặc biệt là giá trị và cũng đã được khắc bia là cây trà cổ, cây trà tổ. Cây trà này thì về cái thân chính của nó ở bên dưới này cũng đã khoảng độ 40 về đường kính. Đấy. Và nó bị mục, như anh em nhìn thấy ở đây, một cái thân chính của nó bị chết rồi. Bây giờ là người ta đã cắt và nó có những cái vết con sâu nó đục ở đây. Đấy, và những cái điểm này nó bị mục rồi. Mối nó ăn. Và đây có một cái viên đá tự nhiên. Viên đá tự nhiên nó kẹp vào khe này. Đấy, bên đằng này thì cây này vẫn còn ok. Đúng không ạ? Nó còn hai cái thân chính sống. Một cái thân thì nó bé hơn một chút, thì đường kính cái thân này nó khuôn khuôn khoảng độ 15. Đây là cái thân này khoảng 15. Nó cũng có cái những cái tác động về con người trèo hái rồi cũng bẻ cành bẻ khiếc ở đây, cho nên là cái điểm này nó cũng bị lũa do cái thời tiết đó. Đấy. Rồi thì cái thân thứ hai là cái thân nó khoảng độ 20 về đường kính 20 cm, lên được hai nhánh tiếp theo. Cái cây trà cổ thụ của Suối Giàng ấy, thì theo như quan sát bằng mắt thường thì chúng ta được biết rằng là cái lá của nó vô cùng to. Nó to hơn những cái cây trà bình thường ở Tân Cương hay là ở Lâm Đồng, nó to gấp 3 lần đến gấp 4 lần về cái lá. Đấy, đây là cái cây trà cổ thụ thì chia sẻ cho anh em để cho anh em nắm được. Đấy. Bây giờ có một cái cây đấy, một trong những cái giá trị của những cây trà này thì hiện tại bây giờ đang được bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc của người dân tộc ở trên Suối Giàng này. Thế cho nên là những cây trà này đang là một trong những cái việc rất là hot đối với những người đang chăm sóc những cây trà cổ. Và tôi mong muốn rằng là chị chia sẻ cho quý vị để cho quý vị nắm được cây trà cổ nó như thế nào, và trà cổ nó đã sản sinh ra những cái búp trà, những cái giá trị mà chúng ta đang được thưởng thức, như là trà San Tuyết, đúng không ạ? Trà Suối Giàng, rồi thì nó có hồng trà, bạch trà. Đấy, để cho quý vị thấy ra rằng là nó vô cùng giá trị, đúng không ạ? Những cái cây trà nó có những cái tuổi thọ 4 đến 500 năm tuổi. Đấy, đấy là một cái điều vô cùng hấp dẫn và hôm nay tôi đã chia sẻ cho quý vị. Nếu quý vị có những cái nhu cầu về trà thì quý vị có thể liên hệ đến Trà Tiên Lầu của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.